Cuốn sách bí mật về bản chất con người. Tại sao bạn thường xuyên bị lợi dụng, bị lừa gạt, bị bắt nạt, bị phản bội, bị hãm hại? Bởi vì bạn quá ngây thơ về tính cách con người. Bạn sắp sửa nắm bắt được bộ bí kíp mà tất cả những người thành công không muốn nói ra. Đây là tài liệu nội bộ bạn chú ý lắng nghe hết để hiểu rõ bản chất con người. Người hiểu tính cách con người, hiểu tiền bạc. Người hiểu tính cách con người, hiểu hạnh phúc. Những cao thủ thực sự đều là các bậc thầy về tính cách con người. Họ biết cách nhìn xuyên suốt tính cách con người, điều khiển tâm lý và sử dụng mọi người. Đây là một bộ tư tưởng đã bị chôn vùi từ lâu, là bí mật mà tất cả những người thành công không muốn bạn biết. Tại sao bạn bị tổn thương? Tại sao bạn bị lợi dụng? Tại sao bạn luôn thất bại? Tại sao bạn bị xem thường? Tại sao bạn bị phản bội? Tại sao bạn chỉ là một con cờ? Tại sao bạn bị mắc kẹt trong cảm xúc? Tại sao bạn không có tiền? Tại sao bạn vẫn chưa thành công trong bất cứ việc gì? Thậm chí cả chó cũng không thích bạn. Người ta đối xử với bạn như rác. Tại sao phẩm giá của bạn luôn bị đập đổ? Nếu bạn không hiểu tính cách con người, bạn chỉ có thể nằm ở đáy của chuỗi thức ăn, bị người khác xơi tái. Từ nhỏ đến lớn, không ai nói.